Này trộn xài cho gà nó ăn mọi người. Này trộn đu đủ cho gà nó ăn mọi người. Được mấy trái đu đủ nè. Đó, mình trộn với thức ăn nè cho nó ăn. Chứ cũng có xài nè mọi người. Cho nó ăn. Đó, thì mấy cái trái này mà hư mình đâu ăn đâu, giờ cho gà nó ăn thôi. Mà mọi người mà ở nhà mọi người mà trồng được 10 cây này, 20 cây này, gà nó ăn được dư sức luôn. Đu đủ này là đu đủ vàng không rồi. Đu đủ vàng. À, đu đủ vàng. Rất là tốt. Đó. Tốt sức khỏe con người, tốt cho vật nuôi nè. Mà ai cũng biết. Nên mình tận dụng này thôi, cho gà nó ăn thôi. À, chỉ cần trộn này lên là cho gà nó ăn rồi. Đừng bỏ người uổng lắm, đừng bỏ uổng lắm. Thấy không? Rất là nhiều thao thức ăn với thao đủ. Và nó ăn đủ hơn 100 con rồi đó. Cảnh là trộn, cảnh là trộn. Trộn cho gà nó ăn luôn. Trộn xong rồi tối hụ luôn rồi. Trộn xong tối hụ luôn nè, bắt đèn luôn nè. Vậy cho nó ăn luôn nãy giờ luôn. Không nào. Chưa đủ nha. Gà nó ăn đủ. Nhiều. Ăn rồi phải không? Đủ nè. Đủ sống đủ chứ ăn. Đầy ngủ luôn. À, là một chùm cộng đủ nha. Gà nó cũng ăn đủ cực cực nhiều lắm. Ăn hết luôn. Cái bao mà để nên ăn. Ăn nhanh lắm mọi người. Mình đưa qua cái một nó xúc nhanh lắm. Chưa kịp quay nữa. Chưa kịp quay nữa là nó hết rồi. Ăn hết rồi. Nó cho ăn trễ nè. Ăn trễ rồi. Ăn no hết rồi. Ăn no hết rồi. Bư ăn hết. Ra ngoài bụng bự. Đổ cái gì mà sử dụng từ ngữ. Không ấy mọi người thông cảm nha. Nói chung là mình nghĩ gì á mình sẽ nói, mình biết gì mình sẽ nói mọi người biết. Mình có được cái thức ăn nó rẻ tiền, nó giảm 50%. Giống như cái đu đủ này nè, cái hạt đu đủ này nè, người đừng bỏ, cho gà ăn rất xịn sò, ăn nhiều lắm, ăn nhanh lắm, dành ăn nữa, ăn không còn gì chứ không? Thao rồi nè, không còn gì nữa, ăn còn cái này, cho nó ăn, cho nó ăn đi. Cho ăn thì nó đấu cho nó ăn cho nó ăn lên ký mà giai đoạn này lên ký nữa giai đoạn nó mất mát gì đâu mà không cho nó ăn nó xi đó nghe cố gắng cho nó ăn rồi ví dụ như mình cho ngày mình cho 2 thao thức ăn viên thì nó mới ăn mới no mới đủ chắc bây giờ mình trộn vậy nè mình cho ăn 3 thao luôn 3 thao luôn đủ no đó dư no luôn cho nên mình không sợ mọi người không sợ thấy không dư no luôn đá dữ rồi cái cao gà này nó bị gì mọi người mờ mờ với mọi người quay cho mọi người thấy mọi người rõ không thấy gà rõ không ban ngày thấy rõ ban đêm nó sáng hay gì đâu thấy rõ chung là lợi ích của cái trái đủ cái hạt đủ này nè nó làm cho gà no cái hệ tiêu hóa tốt và nó tẩy lung tung sáng luôn nha lợi ích của khi mà mình trộn đu đủ trộn hạt đu đủ cả hạt đu đủ cho gà ăn cho gà hình thức nuôi nhốt này ăn rất là tuyệt vời luôn mà nói chung là ít có cái trái nào mà bằng cái trái này hết chứ trái đủ này. Chưa có trái nào bằng qua trái này chẳng khi mình trộn đó khi mình trộn nha nhớ không chưa có trái nào quá vậy đâu trái này nó thấy vậy chưa tuyệt vời lắm rất là tuyệt vời là có ít chất lượng hết chưa cố gắng tận dụng hơi nhà mọi người nuôi con gà đó, mọi người nên trồng những cái loại trái cây như thứ này nè vừa gà dễ ăn rụng xuống nó cũng ăn được nữa trồng 20 cây thôi cũng xuống cũng ăn được nữa hỏi mình nuôi 100 con trồng 20 cây thôi à, đủ ăn ngày nó có con trái 2 trái là mình đủ mình chọn gà ăn à, ăn chứ không cần mọi người nhiều đúng rồi rồi một bữa ăn đó một bữa ăn khác bữa ăn này cũng như nọ cho thay đổi lên nữa thay đổi là ăn nhiều mà cái gì chứ mọi người cho nó ăn thay đổi đi là con gà mình nó thích ăn đó.
ham ăn lắm. Ăn nhiều thì nó mau lớn thôi. Mà cái loại phụ phẩm này nè mà cho nó ăn nhiều. Con gà thịt nó gà nó có bở mà. Không có bở. Cho nên mình cũng chọn. Bà tháng 10 ngày bán được. À. Bà tháng 10 ngày bán cũng ok. Chứ không cần để nó 4 tháng, 5 tháng đâu. Trộn lên, trộn nhiều lên như nãy mình nói đó. Để nó có nhiều chất, nó đủ no, đủ no. Đủ no thì nó mới phát triển nhanh được, cơ thể nó phát triển nhanh được rồi. Chứ không no, không đủ rồi sao mà phát triển nhanh được rồi. Có thấy luôn bây giờ. Rồi. Nhớ nha mọi người, anh em nhớ chồng nha. Nhớ chồng và tận dụng nha, đừng có ăn xong rồi dục vỏ, ăn xong rồi dục hạt nha. Cứ lấy hạt trồng đi, rồi trồng hết rồi không lấy hạt cho gà nó ăn luôn. Tẩy dung cũng cực kỳ hiệu quả. Tẩy dung sáng ăn đủ. Cố gắng tận dụng thôi. Tận dụng nuôi gà thôi, nuôi hình thức nhỏ lẻ thôi, nuôi nhốt cũng được. Anh em nào cũng thích nó hoài, nó mãi nó hoài luôn. Còn rắc gai tận dụng đi, đừng làm biến. Tận dụng hết. Có rắc gai là tận dụng mọi thứ để nuôi gà. Tận dụng tất cả để nuôi gà. Tận dụng hết luôn mọi người để nuôi gà. Để cho con gà ăn no nè, phát triển mạnh. Con gà nó, mọi người để ý đi, con gà nó không ăn là bệnh. Ốm là bệnh á. Mà nó ăn nhiều tiêu quá tốt rồi làm gì nó bệnh được không? Nhiều bệnh. Ăn nhiều tiêu quá tốt là mình mau bán, không có tiền nữa. Chứ mình để ví dụ như mình ăn, người ta ăn 3 thao người ta mới no, mọi người cho ăn thao bự là cái thời gian mà mình kéo ra nó dài hơn. Nó dài lắm. Thì rủi ro nó cao hơn. Nó cao hơn rồi mình mất rủi ro rồi nó hao hụt lúc đó thì sao? Nó hao hụt đó là không có tiền luôn. Đó luôn. Nên cố gắng cho nó thẳng tay vô, thẳng tay vô để cho nó có sức khỏe. Nó bự rồi, bự rồi không? Hai cái máy đó là ít của đu đủ như vậy. Mọi người có đủ thì đừng bỏ, cho gà nó ăn đi, ăn vô, trộn vô cho nó ăn. Còn cái bệnh gì á thì mọi người có thể mình nói thì sơ sơ bệnh nó thôi, hôm nãy giờ nó nói. Còn mọi người muốn am hiểu thêm á, nghiên cứu thêm, nghiên cứu bệnh đông y, nghiên cứu đề sách đài báo chí để mình biết được nó bị bệnh gì, biết được phòng bệnh gì, biết chuyện nó tốt cho con gà như thế nào. Con người cũng ấy đó, con gà con người ăn được, con người ăn được đó. Phòng bệnh cho người được, phòng bệnh cho gà được cho nên phải tận dụng cho nó ăn nha mọi người. Đó, nó ăn kìa, nó ăn nè, nè, còn tiếp một hàng nữa. Con sáng nè mọi người, chỗ này con sáng nè, đẹp không? Con nào cũng đẹp chứ. Điều chuối nè. Coi cái bầu cũng mập, cũng mập nha mọi người, chứ không mập nha. Cũng mập. Đó, cho nên mọi người cố gắng cho nó ăn, ăn sạch bách luôn, không còn gì chứ. Không còn gì. Quá ăn rồi. Ăn cứng bò rồi nghe không? Giờ hãy cho ăn vậy đó nha, nhớ nha. Mình chia sẻ hết những cái gì mình biết, mình chia sẻ hết cho mọi người. Chọn đu đủ hay chọn cái gì, bất cứ cái gì mình sẽ chia sẻ từ từ. Chọn nghe nào mình sẽ chia sẻ từ từ cho mọi người. Mình chia sẻ từ từ cho mọi người coi. Nào. Đẹp không? Chuối nâu nè, xám nè, bông điều, bớm. Gà mái, gà này gà tào lao. Thấy nè, chung gà nhãn nè, nhãn điêu nè, điêu giống gà tàu quá.
Được. Rồi. Cho nó uống nước nữa nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người. Kết thúc rồi.